Chào mọi cả nhà mình. Hôm nay Chu Cho lại đi thu hoạch nữa nha mọi người. Chu Cho còn một mớ rau nữa, thì bây giờ thì mọi người vừa với Chu Cho thu hoạch ở nơi đây nha. Bây giờ thì let's go. Đây là dưa leo nha mọi người. Dưa leo này ra trái nhiều lắm mọi người ơi, có một dây à nhưng mà ra trái rất là nhiều ha. Thu hoạch quá nhiều luôn mọi người ơi. Đó mọi người. Còn đây là cà tím của Chu Cho nè mọi người. Cây này cũng mới cho trái nè. À trái cà này nó bự lắm mọi người. Cái trái cà này nó bự dữ lắm. Nó bây giờ như vậy là nó chưa có già đâu mọi người, nhưng mà Chu Cho cắt vô ha. Tự gì ngày mai Chu Cho đi du lịch rồi mọi người, nên Chu Cho phải cắt vô. Chu Cho đi du lịch cả tuần lễ lận, cho nên Chu Cho phải cắt vô, đứa không nó bự lắm, ăn cũng không có hết đâu, mà mình để bự quá thì nó sẽ già ha. Vậy là mình cắt được rồi hết mọi người ha. Còn đây là bầu của Chu Cho nè mọi người. Chu Cho trồng nhưng mà nó bị sập cái vàng rồi. Đây, bầu nó ra lia lịa mọi người ơi, ăn không kịp luôn á. Bây giờ nó ra nhiều trái lắm mọi người, ở trên đây nữa nè. Ở đây nữa nè mọi người. Ăn không có kịp luôn á mọi người. Nó còn nằm ở trên nóc nhà một cái nữa. Để chị cho review cho mọi người coi ha. Ở dưới đây là nó được 3 trái rồi nè. 1, 2, 3. Ở dưới đây nữa mọi người, 4 trái nè. Thấy không? Ở trên đây nữa là 5 trái nè. 6 trái nè, 7 trái nè. Ở trên nóc nhà như Chu Cho thấy còn được 1 trái nữa mọi người. Đó. Ở trên nóc nhà như 1 trái nữa mọi người. Bây giờ mình không biết cắt vô mấy trái nữa mọi người ơi, để thì nó già. Mà hai cái trái này chắc nó già rồi nè mọi người. Ha, hai cái trái này chắc nó già nè, còn cái trái này nó còn non èo à. Đó. Cái Chu Cho hái vô quá mọi người ơi. Hái hết vô quá. Cái trái này sao? Cái trái này nó già chưa mọi người? Rồi, thu hoạch thôi mọi người ơi.
mọi người. Bầu của chiều cho ra rất là nhiều trái nha mọi người. Ở đây nó cũng đang ra nữa nè mọi người. Đây nữa. Rất là nhiều á mọi người. Cái này thì chiều cho làm giống rồi. Cái này thì chiều cho để làm giống luôn mọi người. Nhưng mà tự gì ra ra nhiều quá ăn không kịp với mọi người. Thì mọi người cũng có chiều cho đi vô trong để coi chiều cho thu hoạch những gì nha mọi người. Đây là dưa hấu của chiều cho chín rồi nè mọi người. Chiều cho cắt ra một cái là đã chín rồi đó. Nhưng mà đây nữa nè, dưa hấu đã ra rất là nhiều mọi người. Đây là hành lá của chiêu cho nè. Hành lá này chiêu cho cứ cắt ngang nhưng mà nó dẫn rau nhiều lắm mọi người. Ở đây là khu vực chiêu cho trồng hành lá và chiêu cho cũng đã dãy bớt cái rau dền mọi người. Nó ra nhiều quá ăn không có hết, để tùm lum thôi đó. Hành lá chiêu cho chỉ cắt cái chiêu cho đi siêu thị đó mọi người, chiêu cho cắt cái gốc á, chiêu cho trồng á mà bây giờ nó ra cái gốc chà bá luôn nè mọi người. Mà cái hành lá nó bự luôn nè. Tự vì mọi người biết sao, khí hậu bên đây hoặc là đất ở bên đây á, nó rất là tốt cho nên nó ra rất là tươi tốt, bự như vậy mọi người. Chứ cái đợt mà chú cho mua hành lá thì cọng nó nhỏ cỡ như vậy thôi. Nhưng mà chú cho trồng bây giờ cái cọng nó bự cho bá luôn nè. Đó. Chú cho đã thu hoạch nè mọi người, bầu nè mọi người. Bầu quá chừng luôn mọi người ơi. Bây giờ không biết làm gì ăn luôn á. Có mình chưa cho ăn rồi mọi người ơi. Hôm nay được 2 4 7 trái bầu mọi người. Còn dưa leo thì một rổ dưa leo luôn ha. Dưa leo nó ra nó cho trái nhiều lắm mọi người ơi. Cho trái hoài à. Chưa cho ăn không có kịp luôn á. Mà không hái vô á thì nó sẽ ra trái bự lắm. Đó mọi người thấy chưa? Nhưng mà cỡ dày thì nó cũng ngọt lắm mọi người. Dưa leo nó ăn ngọt lắm. Còn đây là cà tím nè mọi người. Cà tím nè. Chú cho thu hoạch hết luôn mọi người. Chứ để chú cho đi chơi về cái nó trái nó bự. Như vậy là nó đã bự rồi nè mọi người. Nhưng mà về nữa là nó bự lắm. Cho nên chú cho thu hoạch bỏ trong tủ lạnh. Về là một tuần lễ là chú cho nó ra nữa mọi người. Cái này cái giống ở bên đây á, giống hộp cái những trái mà này nè mọi người, nó ra trái rất là nhiều lắm. Hay là khí hậu ở bên đây mình cũng không rành nữa, nhưng mà nó cho trái rất là nhiều mọi người. Chưa cho ăn không có kịp luôn á. Nhưng mà bữa nay chưa cho sẽ kho tiếp mọi người. Cái này chưa cho kho với mắm ruốc rất là ngon ha. Chưa cho cắt thêm mớ hành nữa mọi người. Rồi dưa leo nè, bầu nè. Bầu chưa cho cũng không biết làm gì ăn hết mọi người ơi. Đó, hôm nay chưa cho thu hoạch được nhiêu đây đó mọi người. Hôm nay chưa cho thu hoạch được nhiêu đây nè mọi người. Dưa leo, cà tím và bầu. Chưa cho cảm ơn mọi người đã ủng hộ chưa cho. Bây giờ thì chưa cho xin dừng lại video nha mọi người. Kết thúc video ở đây. Bye bye mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ.